Quá ngon, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món phở chiên giòn. Mình đã chuẩn bị đây là phở. Bây giờ mình sẽ rắc vào đây một ít bột chiên giòn. Mình sẽ dùng đũa và đảo đều lên để cho sợi phở thấm vào bột chiên giòn. Tiếp tục là mình sẽ chiên cho sợi phở vàng giòn lên nhé. Sau khi sợi phở đã vàng giòn rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra và để ráo nhé. Bây giờ mình sẽ ướp vào 100g thịt, nửa muỗng muối. Và nửa muỗng bột ngọt. Và một ít tiêu. Và cho vào một ít củ hành tím băm. Và tỏi băm. Sau đó mình sẽ trộn đều lên, vỡ khoảng 5 phút. Tiếp theo là mình sẽ sắc hành tây và cà chua. Bây giờ mình sẽ pha nước để xào thịt nhé. Mình sẽ cho vào chén 2 muỗng dầu hào. Và 2 muỗng nước. Và cuối cùng là mình sẽ cho vào 2 muỗng bột ngọt. Khuấy đều lên cho bột ngọt tan ra nha các bạn. Mình sẽ cho vào chảo 3 muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu đã nóng thì mình sẽ cho tỏi băm vào. Vàng thơm lên rồi, bây giờ mình sẽ cho rau muống vào và xào với lửa lớn nhé. Và mình sẽ cho rau muống lên phở đã chiên giòn nhé.
khi nãy mình xào rau muống và mình sẽ cho vào 2 muỗng dầu ăn. Và cho phần thịt mà mình đã ướp vào. Xào cho thịt chín lên nhé. Sau khi thịt đã chín, bây giờ mình sẽ cho cà chua và củ hành tây vào. Và cho phần nước dầu hào mà mình đã pha vào, xào lên thật đều nhé. Và cuối cùng là mình sẽ cho vào vài lá cần tàu, xào đều lên, sau đó mình sẽ tắt bếp. Bây giờ mình sẽ cho phần thịt xào lên dĩa nữa là xong rồi. Chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nữa nhé.